Bộ ấm chén pha trà cối xay được thiết kế theo phong cách đồ gốm cổ xưa mang đậm phong cách trà đạo thời phong kiến. Kiểu dáng thiết kế giống như một chiếc cối xay thời cổ mang đến cho bạn phong cách pha trà kiểu mới và giúp bạn cảm nhận hương thơm, vị ngọt trong từng ngụm trà. Được làm từ chất liệu gốm, phong cách cổ xưa tạo nên những bộ ấm chén đặc biệt này với chất liệu mịn bóng màu nâu đen tuyệt đẹp. Cối xay bàn xay trượt kiểm soát nước chảy xuống, bàn xay sứ chất lượng cao. Bộ lọc trà bằng inox đến thép không gì lọc bã trà hiệu quả. Hướng dẫn quý khách hãy cho trà vào cối rồi đặt lên trụ cối xay, sau đó đổ nước vào cối, quá trình ngâm trà và lọc bã thông qua màng lọc của cối và chảy xuống trụ cối xay. Việc tiếp theo bạn hãy đặt ấm trà ngay dưới vòi chảy của trụ cối xay. Cuối cùng đó là bạn chỉ việc thưởng thức những chén trà thơm ngon sau khi pha trà bằng bộ ấm chén trà cối xay này. Nếu bạn muốn uống trà với phong cách cổ xưa, thích những hoài niệm xưa cũ thì hãy sở hữu bộ ấm trà này ngay nhé.